Chào các bác, trong video clip hôm nay em Đặt Trần sẽ chia sẻ cho các bác bí kíp để lựa chọn những cái em đầu cối ngon bổ rẻ hợp lý với cái túi tiền. Dĩ nhiên là các bác có điều kiện, các bác mua những cái dòng máy cao cấp, những cái dòng máy đắt tiền thì không phải lăn tăn. Còn nhiều các bác điều kiện kinh tế hạn hẹp, chúng ta phải cân nhắc kinh tế lựa chọn làm sao để tìm được những cái model vẫn cho chất âm hay nhưng mà cái giá thành thì lại phải là vừa vặn nhất. Thì hôm nay bên em có hai cái model này, và với cái mức tiền đầu tư rất là hợp lý mà lại cho cái chất âm hay, hai em Tech A2300 và A2300S. Đây là một trong những cái model rất hay của Tech, máy chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, 4 track, 1 chiều. Chạy hai tốc độ nhanh chậm, và đặc biệt là cái phần động cơ. Động cơ sử dụng động cơ là 3 motor, 3 đầu tơ, rất là gấu. Hai em này thì mức giá rất hợp lý, tuy nhiên bên Sắt Đặt Trần tuyển chọn được cả hai máy còn rất là đẹp, có thể nói là hoa hậu luôn. Tech A2300 trơn thì ra đời trước và 2300S thì ra đời sau. 2300 trơn có một cái thiết kế khá là cổ kính. Các bác nào thích cái chất cổ, cái chất hoài cổ thì các bác chơi con 2300 trơn, và trông hiện đại hơn một chút thì các bác chơi 2300S. Cả hai máy này thì với một cái thiết kế nó khá là tương đồng nhau. 2300S thì trông nó cao hơn một chút. Đây 2300 trơn. Máy thì sử dụng động cơ là 3 motor, 3 đầu tơ. Thưa các bác, hình thức rất là đẹp với cái thiết kế là mặt nhôm phay màu trắng. Cả hai em này thì đều đẹp xuất sắc luôn, mặt mũi thì không có chảy xước, núm nút hoàn hảo, đẹp bóng lộn luôn. 2300 trơn khá nổi bật với cái cụm đồng hồ, đây cụm đồng hồ đơn ở trong này mà vu vẩy cũng khá là điệu đà. Các cái phím bấm như này giống như là trên các cái đời 4010. Còn sang 2300S thì nó lại giống 4300 và giống 6300 các bác nhé. Volume y chang như 4300, 6100, 6300 và các cái phím bấm này cũng y chang như thế. Đối với 2300 trơn thì chúng ta sẽ dùng cái chụp hút cao su này, còn 2300S thì lại đã có chóp tên lửa rồi, cài rồi, giống như là 4300, 6300. Mặt mũi thì đẹp, không có chảy xước, các bác có thể quan sát. Mặt mũi rất đẹp, không một vết chảy luôn. Đấy, sáng bóng. Đẹp xuất sắc luôn, hai em hoa hậu. Và em sẽ tháo cái phần hàm từ ra cho các bác chúng ta cùng xem. Đây là hàm từ của 2300 trơn, rất đẹp, zin nguyên bản. Từ mới như chưa xài luôn, còn nguyên các cái niêm phong ở trên ốc. Đấy. Còn cái phần tốc độ của 2300 trơn họ vặn như thế này. Rồi các cái volume mic này, volume line, volume off. Các cái phím này thì gạt lên gạt xuống. Đấy. Còn sang 2300S thì đây, lắp cốp hàm từ đây. Đấy, cũng rất đẹp. Đấy. Các bác thấy không ạ? Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Đấy, núm nút này với những cái đường cắt kim cương khá là đẹp mắt. Đấy, giống hệt như trên 6300. Mặt mũi thì đẹp, không chảy xước rồi. Và bây giờ thì mời các bác sẽ quan sát thêm cái phần này. Tổng thanh thiết kế cả hai máy thì đều thiết kế với cái phần hồi gỗ ở hai bên. Đấy, trông khá là sang trọng và đẹp mắt. Đấy, khá là sang trọng và đẹp mắt thưa các bác. Bây giờ em mời các bác chúng ta sẽ quan sát về cái phần nội thất phía sau của máy. Đây, về cái phần nội thất phía sau của máy đây. Đấy, cả hai máy này thì sử dụng cái nguồn điện áp là 100V, có cầu chì bảo vệ, có một đường line in và một đường line out thưa các bác. Tháo cái tấm bóc lưng ra, các bác sẽ xem được cái phần nội thất của cả hai máy. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái nội thất của cả hai máy. Hai máy này thì đều rất là đẹp, và sắt xi 7 màu luôn. Đấy. Đây là 2300 trơn nhá, với nội thất sắt xi 7 màu, động cơ là sử dụng động cơ là 3 motor, còn rất đẹp. Đấy, cánh quạt gió trắng phao luôn, nguồn là nguồn vàng. Đấy, hàng chập xứ này, rồi tụng này. Đấy, sườn là sườn gang đúc này. Đấy, bánh tì rất đẹp, bánh đà xuất sắc luôn. Đấy, hai em này xuất sắc luôn, đẹp không tì vết. Đấy, nội thất này quá mới, xứng đáng hoa hậu 2300 trơn. Sang 2300S thì còn đẹp hơn. Đấy, 2300S motor làm to khủng. Đấy, phần nguồn rất đẹp,
bao zin nguyên bản 100% được quá. Ở trên cái bánh đa dập nổi logo của Tech và tất cả các linh kiện bao zin nguyên bản 100% cho các bác. Đấy, bao zin nguyên bản 100% các bác đấy, cùng ngắm nhìn nội thất của cả hai em đấy. Và rất đẹp phải không ạ, rất đẹp phải không? Các bác có nhu cầu máy nào thì hãy alo cho em. Em sẽ cho các bác xem thêm cái phần nội thất, cái phần mặt mũi một chút nữa. Vâng, và đây là cái phần mặt mũi của cả hai máy khi mà em đã đặt ngửa ra. Em quay cho các bác như thế này thì nó sẽ được rõ nét hơn. Đấy, các bác sẽ quan sát được rõ nét chi tiết hơn. Đây, và quay cho các bác cả cái phần mặt hàm từ. Đấy, nó mới đẹp nhưng chưa sử dụng luôn. Những cái hàng này thì bên kia người ta chuyển về. Đấy, gần như là chưa sử dụng luôn. Hình thức còn rất mới. Đấy, đáy đít đây. Thì, đối với hai em máy này thì 6.300 trơn. 2.300 trơn thì có giá là 7.500.000. Còn 2.300S thì có giá là 7.700.000. Các bác quan tâm sản phẩm nào thì alo cho em đặt trần. Bên em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giao hàng toàn quốc. Đấy, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác rất nhiều.